dạ um, lần đầu tiên em xin uh, kính chào uh, quý thầy cô cũng như uh, quý vị uh, đại biểu đã tham dự cái hội thảo lần này em uh, xin uh, em xin giới thiệu em là nguyễn minh cường uh, đại diện ngành hàng uh, về nội soi tiêu hóa và hô hấp của công ty onabut việt nam thì uh, em cảm ơn ban tổ chức đã dành thời gian cho bên công ty chúng em tham gia và cũng như là có một cái khoảng thời gian để giới thiệu sơ về công ty với quý vị đại biểu thì em xin giới thiệu sơ về công ty. Công ty Olympus Việt Nam á, thì đây là một cái công ty toàn cầu có mặt hơn 39 quốc gia và có khoảng hơn 35.000 nhân viên trên toàn thế giới. Hiện tại công ty tập trung chính cho lĩnh vực về medical, có nghĩa là lĩnh vực y tế và nằm ở top 100 công ty về sáng tạo toàn cầu. Và 60% những cái uh, nguồn tài nguyên về nghiên cứu dành cho lĩnh vực y tế. Đó là cái mục tiêu của Olympus uh, về uh, tương lai sẽ trở thành top uh, medtech ở trên global, thì là toàn cầu. Thì um, hôm nay em chỉ nói về cái lĩnh vực uh, y tế thôi là medical. Thì uh, Olympus rất là tự hào đây là cái công ty đầu tiên uh, thiết kế cũng như chế tạo và đưa ra cái ống nội soi về tiêu hóa, ống nội soi mềm vào năm 1950 trên thế giới cho lĩnh vực tiêu hóa và sau đó là lĩnh vực hô hấp về lĩnh vực um, nội soi thì OnBos có mặt ở hầu hết các uh, lĩnh vực từ nội soi tiêu hóa mềm cũng như là hô hấp rồi phẫu thuật nội soi rồi về 3D 4K cũng như những cái hệ thống khử khuẩn rồi phòng mổ tích hợp và những cái dịch vụ sửa chữa bên cạnh cái lĩnh vực về uh, hệ thống chăm sóc sức khỏe thì uh, OnBos cũng có những cái nhóm ngành hàng về uh, hỗ trợ về điều trị hay còn gọi là Tech Solutions. Solution về điều trị thì Onbus có rất là nhiều ngành hàng từ về tiêu hóa, về niệu, về sản, ENT hay là về tai mũi họng và quan trọng nhất là lĩnh vực về hô hấp, phổi thì chúng em cũng là một trong những người dẫn đầu trên thế giới. Cái phương châm của công ty có nghĩa là làm thế nào để hỗ trợ những cái bác sĩ, những cái nhà chuyên môn để thấy được sớm những cái tổn thương và đưa ra được cái quyết định điều trị một cách hiệu quả, chính xác và sớm nhất đó là cái mục tiêu của công ty Có nghĩa là chúng tôi mong muốn là làm sao để Early diagnosis và Minimal life invasion uh, Therapy, đó là cái mục tiêu của chúng tôi Thì hôm nay em xin giới thiệu nhanh Về cái lĩnh vực về nội soi hô hấp của Allbird Thì đây là những cái giải pháp Về um, Của nội soi mà Allbird cung cấp trên toàn thế giới Ở Việt Nam thì hầu hết đều Cũng có ở Việt Nam, chỉ có một vài dòng sản phẩm Là chưa được đăng ký, lưu hành ở Việt Nam Thì Allbird có mặt hầu hết tất cả các lĩnh vực và Onbot tự hào là người một cái nhà lãnh đạo, người leader trong lĩnh vực nội soi mềm ở trên thế giới. Thì chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm từ những cái dòng căn bản trong lĩnh vực nội soi hô hấp cũng như những cái dụng cụ cho can thiệp cho các bác sĩ và các sản phẩm Omber trong lĩnh vực nội soi sẽ hỗ trợ cho các nhà nội soi không chỉ là làm cho lĩnh vực phế quản ở trung tâm mà còn có thể đi xa vào lĩnh những cái khu vực ngoại vi và gần đây nhất Omber có ra đời một cái hệ thống mới nội soi mới gọi là Avid X One đây là một cái hệ thống mà mong muốn là nâng cao một cái tiêu chuẩn mới trong cái lĩnh vực nội soi phổi và can thiệp cho các nhà nội soi thì hệ thống này đây là một hệ thống còn uh, mới và có khả năng là nâng hình ảnh lên tới mức độ hình ảnh là 4K có nghĩa là hình ảnh rất là sắc nét và những cái công nghệ chính uh, hỗ trợ đó là những cái tính năng như bay hỗ trợ về hình ảnh học cho những cái hình ảnh nó rõ ràng hơn ở những cái vùng uh, nhánh phế quản xa hay là tsi hay còn gọi là new Wildlife thì nó hỗ trợ cho nhà nội soi có thể đánh giá được những cái vùng nghi ngờ tổn thương những cái vùng viêm một cách hiệu quả trên trong khi soi hay là chúng ta có một cái vấn đề rất là nghiêm trọng là về lo lắng khi mà làm những cái kỹ thuật mà can thiệp về mạch máu thì adi đây là một cái công nghệ quan học có nghĩa là sử dụng ánh sáng trên hệ thống quan học và sẽ giúp cho nhà nội soi phát hiện sớm những cái mạch máu nghi ngờ bên dưới cái nhánh phế quản và chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta có thể can thiệp hay không can thiệp cái vùng đó trước khi chúng ta thực hiện và tính toán những cái chiến thuật cầm máu. Bên cạnh đó thì về hệ thống thì bên Olympus cũng có những cái tính năng về về sản phẩm làm sao để giúp nhà nội soi có thể sử dụng một cách hiệu quả, một cách an toàn và những cái công nghệ như là ống soi nhỏ, rồi ống soi có khả năng uh, xây 120 độ để giúp chúng ta có thể điều khiển linh hoạt từ những cái nhánh phế quản bên trái phải hay là up-down dễ dàng bằng cách xây thân ống mà không cần phải xây thân mình nhà nội soi, giúp cho nhà nội soi giảm những cái mệt mỏi trong quá trình và thực hiện hiệu quả hơn. Ngoài ra thì... Uh, ngoài những cái hệ thống và ống soi thì chúng tôi cung cấp thêm những cái giải pháp về dụng cụ để thực hiện những cái thủ thuật như là kìm sinh thiết lấy những cái mẫu dị vật hay là những cái dị vật ngoại vi hay là lấy mẫu sinh thiết để làm giải phẫu bệnh rồi những cái hệ thống kim để có thể can thiệp cũng như là lấy mẫu ở những cái tế bào lympho hay là hạch và những cái dụng cụ những cái bộ dụng cụ để đi xa hơn về những cái nhánh phế quản nhỏ hay là những cái bộ gasit hỗ trợ cho nhà nội soi đi xa hơn về nhánh ngoại vi và can thiệp cũng như là đánh giá. Một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đó là ung thư phổi ở Việt Nam cũng rất là đáng báo động và trên thế giới cũng tương tự như thế thì chúng ta biết rằng tỷ lệ ung thư phổi và sống sau 5 năm rất là thấp nếu so với những cái uh, dạng ung thư khác uh, phổ biến như là ung thư đại trực tràng thì ung thư phổi chỉ có tỷ lệ sống sau 5 năm là 18% và Hope hy vọng rằng là những cái sản phẩm về nội soi sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ trong việc đánh giá sớm, đưa ra các quyết định điều trị hiệu quả bằng những cái công nghệ mới. Bên cạnh là về ung thư phổi thì làm sao chúng ta ngoài soi thì có những cái giải pháp gì thì hiện tại là ombud cung cấp những cái hệ thống về uh, can thiệp về nội soi kết hợp với hình ảnh siêu âm thì uh, về những cái can thiệp uh, nội soi kết hợp với hình ảnh siêu âm thì vào trưa nay thì cái phiên nội soi uh, satellite ombud thì có bác sĩ thượng vũ cũng sẽ chia sẻ chi tiết là những cái uh, ca mà lâm sàng mà bác sĩ đã làm ở bệnh viện thì hy vọng là các anh chị uh, có thể dự và tham gia đầy đủ ngoài ra thì um, bên cạnh làm sao để chúng ta đi được xa hơn đánh giá được sâu hơn và kỹ hơn thì mới có đầy đủ các dụng cụ ví dụ như là để đi xa thì chúng tôi có những cái bộ dụng cụ là gọi là gai xít là những cái bộ dụng cụ hỗ trợ cho dụng cụ đi xa tới nhánh phế quản xa để có thể là lấy được những cái mẫu bệnh phẩm một cách hiệu quả thì khi chúng ta đi vào những cái vùng ngoại vi hay gọi là peripheral thì chúng ta cần phải biết chính xác ở đâu là cái tổn thương thì có sẽ có những cái hệ thống định vị bằng siêu âm uh, hay còn gọi là mini rob kết hợp từ đó chúng ta đánh giá và chúng ta sẽ lấy những cái mẫu bệnh phẩm bằng những cái bộ dụng cụ như là chổi quét tế bào hay là kìm sinh thiết hay là kim từ đó sẽ đưa ra được uh, những cái quyết định điều trị hiệu quả còn với những cái tổn thương trung tâm thì có những cái công nghệ như là ebus tbna thì chúng ta sẽ dùng những cái ống nội soi kết hợp với siêu âm và chúng ta xác định cái hạch trung thất từ đó chúng ta có thể đánh giá được cái giai đoạn của cái bệnh lý và đưa ra một cái chiếc quyết định mà chiến lược điều trị hiệu quả hơn bên cạnh ống soi thì Uh, Onbus cung cấp đầy đủ những cái bộ dụng cụ để bác sĩ có thể yên tâm sử dụng kết hợp và một cách hiệu quả nhất. Thì uh, đây là hình ảnh một cái hệ thống nội soi của bên Olympus uh, bên tay trái là một hệ thống không thường ở Việt Nam và bên phải là những cái hệ thống thường ở những cái nước phát triển họ kết hợp với những cái máy nội soi. Thì ở Việt Nam thì chúng ta chỉ cần hệ thống nội soi và kết hợp với bộ xử lý siêu âm đơn giản và chúng ta có thể thực hiện được thì uh, điều cuối cùng em xin um, muốn nói là olbert với vai trò là người dẫn dắt uh, lĩnh vực uh, nội soi về tiêu hóa cũng như hô hấp thì olbert uh, luôn mong muốn là mang đến những cái sức khỏe tốt hơn cho người bệnh rồi chăm sóc một cách hiệu quả cũng như là cuộc sống đầy đủ hơn thì đây là cái thông điệp của công ty chúng em em xin uh, kết thúc bài uh, trình bày xin cảm ơn ạ à.